Xin giới thiệu các bạn và anh em, đây là túi khí vô lăng hay gọi là túi khí bên lái của dòng xe Mitsubishi Chiton. Chiton phiên bản 2018-2019 và dòng xe Mitsubishi Pajero Sport, đây túi khí vô lăng đấy nằm ở bên lái. Thì trong quá trình khi mà chúng ta lưu thông xe, cái túi khí này nó bao gồm có cả logo ở trên này, bao gồm sẵn cả logo, và mặt phía sau cái đầu mặt trên này được mọc giả da, màu da rất là sang trọng, cực kỳ sang trọng của con xe. Đấy, và để giắc cắm, ta cắm phía sau, ta cắm phía sau. Vậy trong quá trình khi mà chúng ta cái này, trong quá trình khi mà chúng ta lưu thông xe, anh em chúng ta chạy xe trên đường mà một thời gian thì dẫn đến là nó bị hỏng mất cái túi khí này. Bởi vì khi chúng ta đâm va thì cái túi khí này chính là cái nó bung ra, nó đảm bảo cho người chúng ta nó sẽ không bị, các bạn, nó sẽ không bị đập người vào trong vô lăng dẫn đến chấn thương nặng. Mình đã chứng kiến một số vụ tai nạn là anh em đập người vô lăng dẫn đến là có những tai nạn mà xảy ra chết người luôn. Bởi vì cái túi khí này nó chính là cái nó phòng cho cái trường hợp đấy, đập vào vô lăng nó chấn thương mạnh để là đảm bảo an toàn cho người lái xe. Thì khi mà nổ rồi thì anh em bắt buộc phải thay thế để đảm bảo lưu thông những lần sau. Đấy, thì trong quá trình khi mà các bạn bị hỏng mà cần phải thay thế cái túi khí này thì anh em vui lòng đến với phụ tùng Mitsubishi An Việt, website phụtungmitsubishi.vn. Thì chúng tôi chuyên nhập khẩu phân phối tất cả các phụ tùng dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Vậy anh em mà nhu cầu cần thay thế thì các bạn vui lòng đến với phụ tùng Mitsubishi An Việt. Các bạn xem thấy hay thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video. Mình sẽ review tất cả các sản phẩm phụ tùng dòng xe Mitsubishi này phục vụ anh em một cách hoàn toàn miễn phí.